Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xuân Hiền và Thư Kiều đã tổng hợp nhiều thông tin nông nghiệp hữu ích từ các tỉnh miền Tây đến các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng hiệu quả. Mời bà con cùng tham khảo sau đây. Tín hiệu mới cho thị trường cà phê Việt, khả năng Việt Nam sẽ vượt Brazil trở thành nhà cung cấp cà phê lớn nhất cho Mỹ. Gặp gỡ người nông dân có công mang cây bơ Tây Nguyên về phát triển kinh tế gia đình và cho địa phương. Trong lúc này, nông dân Gia Lai lao đao vì không tìm được đầu ra cho khoai lang Nhật. Lâm Đồng chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời liên kết chuỗi thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu thụ nông sản cho nông dân. Kỹ thuật bắt côn trùng độc đáo của nông dân Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, được xem là nước xuất khẩu cà phê Robusta đứng nhất nhì thế giới chỉ sau Brazil, nông dân trồng cà phê tại Việt Nam vẫn chưa thấy giàu sau nhiều năm đeo đuổi cây trồng này. Giá cà phê tụt giảm bấp bênh và nay giá cà phê chưa có dấu hiệu phục hồi. Người trồng cà phê muốn có đồng lời phải tính toán chi phí rất kỹ và phải sản xuất sạch thì mới an tâm về đầu ra. Hiện nay, trong bối cảnh tập đoàn cà phê Trung Nguyên, thương hiệu lớn của cà phê Việt đang lùm xùm vụ án chia tài sản giữa vợ chồng ông chủ này, nhiều nhận định cho rằng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị trường cà phê trong nước, thậm chí cà phê xuất khẩu. Nhưng thực tế đang diễn biến như thế nào? Mời bà con và quý khán giả theo dõi thông tin sau đây là một tín hiệu mới từ thị trường cà phê. Theo ước tính, trong tháng 1 năm 2019, lượng cà phê xuất khẩu sang Ý tăng 123%, Tây Ban Nha tăng 44%, Nga tăng 61%, Nhật Bản tăng 80%, Bỉ tăng 44%, Anh tăng 69%. Algeria tăng 49,5%. Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Mỹ có sự tăng trưởng mạnh về lượng và đứng ở vị trí nhà cung cấp lớn thứ hai chỉ sau Brazil. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng mặt hàng cà phê của Việt Nam tại Mỹ tăng mạnh nhất 45% về lượng, trong khi Brazil chỉ tăng trưởng 0,9%. Điều này cho thấy, mặt hàng cà phê của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ. Trong năm 2019, nếu ngành cà phê Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số, có khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Brazil trở thành nhà cung cấp cà phê lớn nhất cho Mỹ. Hiện giá cà phê tại Lâm Đồng tăng 100 đồng ở mức 32.400 đến 32.600 đồng một ký. Tại Đắk Lắk khoảng 33.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông ở mức 32.900 đồng một ký. Cà phê Việt còn nhiều tiềm năng cạnh tranh trên thế giới nếu tìm được người dẫn dắt thị trường phù hợp. Giá cà phê trong nước tăng sẽ tác động tích cực đến đời sống bà con trồng cà phê, có đúng không anh Xuân Hiền? Dần đúng vậy, và đó còn là một sự vận động của thị trường. Bây giờ, chúng tôi thông tin tiếp những thông tin nông nghiệp cũng gắn bó với đời sống của nông dân Lâm Đồng. Thời điểm sau Tết cũng qua lễ tình nhân, thị trường hoa tươi tại thủ phủ hoa Đà Lạt, Lâm Đồng cũng quay lại ổn định, thậm chí một số loại hoa giảm mạnh về mức giá ngày thường. Cụ thể, phóng viên 365 ngày chuyển động thông tin như sau. Hiện giá hoa hồng và hoa đồng tiền đều giảm mạnh về mức giá thường ngày. Hoa hồng màu và hoa hồng đỏ có giá từ 20 đến 22.000 đồng một chục, giảm 35.000 đến 38.000 đồng một chục. Hoa đồng tiền 30.000 đồng một chục, giảm 10.000 đồng một chục. Hoa lê ơn 25.000 đồng một chục, giảm 2.000 đồng một chục. Thị trường hoa cúc, hoa lily tiêu thụ mạnh trong dịp lễ rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, do nguồn cung hoa cúc, hoa lily Đà Lạt giảm mạnh nên giá hoa cúc, hoa lily tăng cao. Cụ thể, hoa lily Spon và Concador có giá 100 đến 110.000 đồng một bó, đều tăng 20.000 đồng một bó. Hoa cúc chùm 17.000 đồng một bó, tăng 7.000 đồng một bó. Hoa cúc cành 35.000 đồng một chục, tăng 10.000 đồng một chục so với tuần trước. Đưa cây bơ từ Tây Nguyên và Đông Nam Bộ về miền Tây trồng với quy mô lớn là hướng đi táo bạo của nông dân miền Tây. Đâu ai biết cây bơ có bén rễ xanh tốt nơi khí hậu khô nóng, nơi chỉ thích hợp cho cây tràm, cây khóm. Nhưng đất vẫn giàu dinh dưỡng để nuôi cây, và cây cũng không phụ lòng người chăm bón. Bơ đã bén rễ xanh tốt ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Mấy năm nay, bà con đã chuyển sang trồng cây cam, chanh, dừa, mít, mở ra triển vọng làm giàu. Và trong số này, phải kể đến ông Hồ Minh Trung, còn gọi là ông Tư Trung, một cán bộ về hưu đã có công đưa cây bơ về trồng đạt kết quả tốt trên vùng đất mới với diện tích gần 2 hectare. Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua, vườn bơ đang đồng loạt trổ bông vàng mơ, nhiều cây đang đậu trái sẽ cho thu hoạch trong vài tháng tới. Đối với người nông dân này, đây là một cơ duyên nhưng cũng không thiếu tầm nhìn về kinh tế.
ông chia sẻ với các đồng nghiệp của chúng tôi. Nhận thấy diện tích đất nhà nằm trong ô đê bao của huyện ngăn lũ hàng năm và có trạm bơm điện chống úng, có thể chuyển đổi từ đất trồng khóm sang cây ăn trái, nên ông quyết chí lập vườn. Ông đến Bến Tre mua 150 giống bơ sáp da xanh trái dài HB về trồng. Đất dùng trồng thấp 10 không dễ sản xuất, nhưng ông đã mạnh dạn trồng lấy ngắn nuôi dài, gồm bơ và chanh bông tím. Dưới mương nuôi các loại cá tra, tai tượng, sặc răng, chấm cỏ. Nhờ được bón nhiều phân hữu cơ và chăm sóc tốt, cây bơ bén rễ phát triển xanh tươi và chỉ 3 năm sau, năm 2018 đã cho trái chín. Để cây cho trái lâu, ông chỉ để trái ở 100 cây và thu hoạch được 2 tấn. Nhờ trái to đều, từ 600 gram đến 800 gram một trái, cơm dày, mỏng vỏ, hạt nhỏ, nên ông bán được giá 40.000 đến 50.000 đồng một ký. Vụ đầu thu 90 triệu đồng, hiện nay ông có thêm 50 cây bơ sáp xanh da láng và 50 cây bơ sáp giống 034, loại trái dài, bơ Đà Lạt, cơm dày hạt lép. Nông dân miền Tây cũng đã tiếp cận hiệu quả với việc trồng rau thủy canh. Bắt nhịp với xu hướng này cũng không phải dễ dàng gì, nhưng nông dân biết nắm bắt cơ hội khi địa phương hỗ trợ vốn, kỹ thuật và khuyến khích làm nông nghiệp sạch hữu cơ thì nông dân bắt tay thực hiện. Vậy nên diện tích trồng rau thủy canh, khí canh không còn thu hẹp ở Lâm Đồng mà mở rộng dần ở các tỉnh miền Tây. Bà con thực sự vui vì rau thủy canh trồng ra hiếm khi nào ế hàng, cho thấy nhu cầu ăn rau sạch của người tiêu dùng không nhỏ. Khi mà nhu cầu của thị trường cao thì đó là tín hiệu để nông dân tiếp tục đầu tư theo xu hướng làm rau sạch. Tôi giới thiệu với bà con và quý khán giả một trong những mô hình trồng rau thủy canh thành công của anh Nguyễn Văn Thanh, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Với tầm 3 công tầm nhỏ, khoảng 3.000 mét vuông, bình quân mỗi ngày thu hoạch từ 180 cho đến 250 kg rau thủy canh. Toàn bộ rau thủy canh đều được chuyển đến tổng kho của siêu thị Cóp Mắt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán từ 50 cho đến 60 ngàn đồng một ký tùy loại, bình quân mỗi ngày anh Thanh thu về cho gia đình 8 đến 10 triệu đồng. Mời bà con xem một vài thông tin được nhà vườn chia sẻ. Anh Nguyễn Văn Thanh sản xuất rau thủy canh hiệu quả và giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động. Bình quân mỗi lao động thu nhập từ 4 triệu đồng một tháng. Hiện nay số lượng rau sạch của anh chưa đủ để cung cấp cho thị trường. Dự kiến diện tích sẽ được mở rộng lên 8.000 mét vuông. Ngoài ra cũng sẽ mở thêm nhà sơ chế, đóng hộp sản phẩm để làm đa dạng sản phẩm cung cấp cho thị trường, cũng như tìm nhà phân phối mới để mở rộng sản xuất. Vấn đề hiện nay là nguồn vốn cần địa phương hỗ trợ. Anh Thanh cho biết thêm, anh sẵn sàng chia sẻ và chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị ban đầu đối với những người muốn đầu tư trồng rau thủy canh. Đồng thời, công ty Sài Gòn Farm sẽ bao tiêu sản phẩm cho bà con sau thu hoạch với giá cao. Do đó, nông dân sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Đây được coi là mô hình trồng rau thủy canh đầu tiên của xã Vĩnh Thuận, là hướng đi mới cho việc phát triển nông nghiệp sạch bền vững. Số tiền từ 8 đến 10 triệu đồng thu về một ngày là quá êm rồi đúng không chị Thư Kiều? Chị nghĩ sao về điều này? Tôi cho rằng đây là một sự manh gia đầy hiệu quả, tạo niềm tin dẫn dắt cho nông dân miền Tây rất là nhiều trong thời gian tới với định hướng sản xuất sạch, hữu cơ, bảo vệ môi trường. Nhưng còn với những người trồng khoai lang tím Nhật, nông sản này đã được xuất khẩu và thông qua hệ thống siêu thị MMEGA Market tiêu thụ tại các thị trường quốc tế. Vậy mà mới đây đã vào vụ thu hoạch mà nông dân ở tỉnh Gia Lai vẫn không tìm được đầu ra. Nguyên nhân do đâu mà loại khoai này bí đầu ra? Người dân địa phương bắt đầu trồng khoai lang từ năm 2011 đến nay, nhưng việc tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái. Tình trạng được mùa nhưng không có đầu ra thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Theo tính toán của nông dân, trung bình với mỗi hecta có chi phí đầu tư từ 50 đến 60 triệu đồng. Đối với hộ thuê đất, chi phí lên tới 80 đến 90 triệu đồng một hecta. Nếu không bán được thì bà con cầm chắc lỗ vốn. Khoai lang là cây tăng vụ, 3 tháng lại cải tạo đất. Nếu được giá thì hiệu quả kinh tế rất cao, khoảng gấp 4 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên khó nhất là đầu ra không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Kính thưa bà con, việc trồng một loại nông sản nào khi chưa quy hoạch và liên kết là bài học cho nhiều địa phương. Chúng tôi mời bà con và quý khán giả đến tỉnh Lâm Đồng xem việc liên kết tiêu thụ nông sản ở đây như thế nào. Là tỉnh đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nên việc quy hoạch vùng sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm không thể không tính đến. Nông dân thì không thể chủ động được hoàn toàn, nên ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng rất chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thư Kiều sẽ điển hình cách làm của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt.
Hợp tác xã thành lập từ năm 2015 nhưng đi vào hoạt động hiệu quả từ khi kiện toàn vào tháng 9 năm 2018. Hợp tác xã có 12 thành viên với hơn 20 hectare đất sản xuất theo hướng hữu cơ các mặt hàng rau hoa. Trong đó gồm 12 hectare sản xuất rau hoa trong nhà kính với từng chủng loại dự báo trước từ phía đối tác tiêu thụ và 8 hectare sản xuất rau củ quả ngoài trời. Thống kê đến giữa tháng 2 năm 2019, với việc chuyển đổi hướng sản xuất hữu cơ cho hộ gia đình thành viên, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc đã đứng ra liên kết tiêu thụ từ 60 đến 65% sản phẩm thu hoạch. Trước đó, vào giữa tháng 1 năm 2019, sản phẩm rau hoa của Hợp tác xã Phước Lộc được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cấp nhãn hiệu chứng nhận độc quyền Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu Từ Đất Lành. Mục tiêu đến cuối năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc Đà Lạt tiếp tục chuyển đổi hướng canh tác hữu cơ đạt 100% diện tích, tạo ra bước đột phá mới, góp phần xây dựng xã Xuân Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Kính thưa bà con, một trong những cách sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, không dùng phân thuốc bảo vệ thực vật là phải dùng bẫy. Đây là kỹ thuật hiệu quả được nhiều nhà vườn tỉnh Lâm Đồng sử dụng trên các vườn rau hoa. Đó là bảy màu bắt côn trùng. Vâng, và bảy màu ứng dụng đặc điểm sinh học của một số loại côn trùng thích màu vàng. Chúng sẽ bị thu hút và bị dính lên miếng bẫy đã được phủ keo đặc dụng, dính chặt và chết. Với loại bẫy này, nhà vườn có thể dùng bất cứ đâu từ nhà kính, vườn hoa, nông trại, với chi phí đầu tư thấp. Đặc biệt, bẫy không bị hư hại do mưa hay tưới tắm. Bẫy ngoài ra còn có tác dụng kiểm tra mật độ số côn trùng, từ đó đề ra biện pháp hữu hiệu đúng lúc cho nông trại của mình. Thực tế hơn từ cách làm này, phóng viên 365 ngày chuyển động gửi đến bà con tham khảo. Tại trang trại Lan Bi An của nhà nông Trần Huy Đường, phường 8, thành phố Đà Lạt, đã áp dụng phương pháp bẫy màu để bắt côn trùng từ nhiều năm trước. Chuyên trồng các loại rau hoa theo phương pháp thủy canh, khí canh, sản phẩm rau tại trang trại xuất ra thị trường đều phải đảm bảo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo chuẩn an toàn đối với người tiêu dùng. Vì thế, việc áp dụng bẫy côn trùng như thế này vừa hạn chế rất tốt côn trùng gây hại trên vườn, vừa không làm ảnh hưởng đến yếu tố an toàn của sản phẩm. Thì mình khi mà cây nhỏ ra thì mình có thể làm xịt thuốc sinh học để mình phòng thôi. Còn hầu như là chủ yếu là về cái vấn đề là bẫy côn trùng để mình thu hút được cái côn trùng, mình bắt cái côn trùng đấy. Bọ nhảy là loài côn trùng gây hại nghiêm trọng với cây trồng, nhất là các loài cây họ thập tự, rau cải, su hào, súp lơ. Những tấm bìa màu vàng có keo dính được cột dây treo lơ lửng và cách cây trồng từ 5 đến 10 cm. Dưới tác dụng của gió, những tấm bẫy dính này sẽ bị lắc lư, xoay tròn, thu hút bọ nhảy và một số loại côn trùng khác đến dính vào. Đối với bọ phấn, bọ trĩ, bẫy dính màu xanh da trời sẽ thu hút chúng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Gáp, một trong những công ty chuyên sản xuất và cung cấp rau củ quả sạch cho khắp cả nước, cũng áp dụng phương pháp này trong canh tác. Đầu tư rất là rẻ nhưng mà hiệu quả kinh tế rất là lớn. Hiệu quả kinh tế lớn là lớn ở chỗ là quay cái sản phẩm chúng ta rất là an toàn. Mà cái người nông dân thì họ lại thường thường họ tính theo kiểu là ngắn hạn. Ví dụ họ sử dụng một bình thuốc nó tốn từ 20 ngàn đến 30 ngàn cho một bình, hoặc là sử dụng thuốc hóa học thì mất hết 17 ngàn. Nhưng mà họ đầu tư một cái hệ thống như hệ thống cái bẫy này á, thì chúng tôi định sơ bộ là một sào nếu chúng ta treo cái miếng thì mất hết khoảng 30 miếng đến 80 miếng, mà một miếng vậy là 24 ngàn. Thì tính ra cũng nhiều thế, là một sào đầu tư như vậy, chúng tôi đầu tư như vậy một sào thì mất hết khoảng 1 triệu. 1 triệu nhưng mà được 6 tháng. Nha, thì chúng ta chia ra một tháng là một vụ là bao nhiêu tiền cả. Nhiều hộ nông dân ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tự động để làm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Và bẫy màu là một trong những phương pháp được bà con nông dân sử dụng nhiều khi canh tác rau hoa hiện đại. Bẫy màu vừa mang lại hiệu quả trong bắt côn trùng gây hại cây trồng, lại vừa tiết kiệm chi phí, giúp bà con nông dân tìm ra những giải pháp phát triển cây trồng theo đúng tiêu chuẩn an toàn. Kỹ thuật bắt côn trùng trong sản xuất nông nghiệp giúp sản phẩm an toàn mà tiết giảm chi phí vừa rồi, hy vọng sẽ giúp bà con có giải pháp mới để áp dụng trong canh tác. Chúng tôi xin kết thúc 365 ngày chuyển động tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.